Thân chào tất cả các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn du học online của công ty du học Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì công ty Tân Đại Dương cũng sẽ giải đáp cho các bạn một số thắc mắc về các thủ tục cũng như là những giấy tờ cần thiết để mà các bạn đi du lịch tự túc. Thì hiện nay thì cái việc đi du lịch nước ngoài thì đã không còn xa lạ với người dân ở Việt Nam, đặc biệt là những nước như là Canada, Mỹ hay là Úc. Cho nên thì cũng có rất nhiều công ty du lịch dạng theo tour. Nhưng với những trường hợp khách hàng không muốn đi tour, vì thông thường đi tour những nước như là Mỹ, Úc hay Canada thì đều phải đặt cọc một số tiền khá lớn cho các công ty du lịch. Vậy thì với những khách muốn đi tự túc thì cần những giấy tờ nào và phải cần làm những cái hồ sơ ra sao? Thì nhân đây Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn những thông tin khi mà các bạn làm đi du lịch tự túc. Thì đối với những khách hàng muốn đi du lịch tự túc thì phải có những giấy tờ như sau. Đầu tiên đó là về hồ sơ cá nhân thì bao gồm passport, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, vân vân và cộng với thư mời từ phía người ở nước ngoài. Về hồ sơ tài chính thì yêu cầu phải có giấy tờ về công ăn việc làm, mức lương, tài sản nhà đất hay là xe cộ, sổ tiết kiệm, vân vân. Nếu đi du lịch Mỹ thì yêu cầu cần phải có thêm 4 tấm hình 5x5 nền trắng. Các giấy tờ này phải là bản gốc và chắc chắn là sẽ phải phỏng vấn xin visa lãnh sự quán Hoa Kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở Hà Nội. Còn đối với nước Úc hoặc là Canada thì yêu cầu phải có 4 tấm hình 4x6 nền trắng. Tất cả các giấy tờ cần phải photo công chứng rõ ràng và không cần phải phỏng vấn, hoặc có thể là cũng sẽ bị lãnh sự quán mời lên phỏng vấn mà thôi. Úc thì yêu cầu phỏng vấn qua điện thoại, còn Canada thì lãnh sự sẽ gọi điện thoại và hẹn phỏng vấn trực tiếp. Nói chung thì mỗi một nước đều có một cách xét hồ sơ khác nhau. Và công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam chuyên về du học và du lịch các nước. Thì để biết thêm cụ thể hơn thì thông tin chi tiết về cách làm hồ sơ du lịch như thế nào, cần phải cung cấp những giấy tờ gì hoặc là cần phải chứng minh tài chính ra sao thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty Tân Đại Dương qua số điện thoại là 0838382080 hoặc là 0838484879, hoặc các bạn có thể lên trực tiếp để tư vấn tại Tân Đại Dương tại địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5 hoặc là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Hoặc các bạn cũng có thể truy cập lên website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com để tìm hiểu thêm những thông tin về du lịch các nước các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.